hỏng đi. Ừ, hợp lý rồi. Mũ hỏng là hợp lý rồi. Để không chơi này. Xa nhỉ. Mũ hỏng là hợp lý rồi nhé. Phải ra khu cũ đi. Bây giờ nếu mà nâng mà giáp ở đó mũ hỏng, nâng giáp lên thì nó sẽ mũ một trắng, mà nâng nâng thêm lần nữa, không biết nó ra là mũ hai trắng nhỉ, chắc phải ra chứ, nâng thêm vắt nữa lên mũ ba trắng. Ui thôi thử xem có được không nhá. Oh shit, mẹ cà phê mũ ba đây chứ. Cả chế mình đây. Là ra bắn mẹ tạch 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 dưới kia mẹ hư đốn vậy. Cái nỏ thần của tôi. Mở nó lại nhặt cái mũ hai rồi. Rồi, mũ hỏng đây. Nhà ba con đường giáp ta. À, có nha. Chúng ta bỏ giáp ra đấy. Bỏ giáp ra. Ok. Mũ một trắng bao nhiêu độ bền? 155 độ bền. Mũ một trắng rồi. Kiếm được cái nâng giáp nữa. Có đi. Có đi xem nào. Méo có luôn này. Sang chỗ này coi. Giáp không? À, có nha. Có. Ơi, từ từ. Cởi giáp ra. Xem lên mũ hai trắng không? Ui, phải nồi. Nó không lên được mũ hai trắng đấy bạn ạ. Nó chỉ lên được mũ mũ một trắng thôi. Chỉ lên được mũ một trắng thôi. Lên mũ hai trắng không được rồi. À bây giờ nãy là cái mũ mũ một là mũ một trắng là 155 độ bền đúng không? Bây giờ đi kiếm cái mũ một thường coi. Bây giờ nếu mà nâng này lên tất nhiên là nó sẽ nâng lên cái mũ ba rồi. Lên mũ mũ ba đúng không? Ở lên mũ ba. Bây giờ tôi sẽ đi kiếm cái mũ mũ một coi, xem có phải mũ một trắng độ bền. À đây 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 đây. Mũ một trắng độ bền à đâu? Mũ một bình thường là độ bền là 70. Mũ một trắng là độ bền là bằng mũ với mũ hai. Tức là mũ một trắng là ngang ngang cái độ bền với mũ hai à? Đúng không? Ừ, đúng rồi. Mũ một trắng ngang độ bền à đâu, bằng độ bền mũ hai. Mũ một thường vẫn gà hơn mũ mũ một trắng bạn. Thường gà hơn mũ một trắng. Không có đợt đâu hết vậy ta. Kệ dễ Bịt như gà kìa. ta ơi. Anh tới rồi.
Đấy là một có thể. Từ từ từ. Đặt Cái mình mìn với, cái rồi. mìn với. À, anh có trong kem. Ơ nó Em đặt chỗ nào ấy nhở? đừng có lên nha. Để anh trèo cầu Ơ thang lên. Anh à thấy rồi. đứng à đâu, em đứng đầu đấy đi. Để anh móc sau lưng đó. Xịt. Em giờ vờ lên lên đi em, đừng có lên hẳn, rủ rủ nó thôi, để cho nó tập tập trung ở phía đấy thôi. Xong rồi ơi, xong rồi ơi. Lêu lêu. Bạn đèn vãi nồi. Thì bạn đã đụng phải chủ tịch rồi. M249 Hiển Linh. M249. Vậy. Hay quá, hay quá. Đúng bài luôn, đúng bài của anh luôn. Ủa, gì đấy bay hả? Nhưng mà lại ít đạn súng súng trường này. Chưa hả? À đây đây đây. Cho này. Ok. Rồi. Ok, anh full alo rồi, nhặt lại đi. À. Anh vẫn bắn Em vì được được. lấy MB bắn vào súng trường không? Ok, đi thôi. Ê! Đâu à? Trên đồ hai Hình tên hình bắn như nhau. hai tên. Vãi. Ê sợ mà. Ui anh vừa mới găm nổ đít đó luôn. Chảo không. Sao? Mẹ nó phải nứng như thế anh em. Dưới nhà lờ. Tiếp như là hả? Tiếp hình như tiếp khác nữa. Thì hai team nó bắn nhau mà. Không, anh lia một team, em lia một một team đúng không? Đâu, hai đứa là trong team mà. Ý trời ơi. Nứng. Mẹ này bắn nỏ mẹ được vãi nồi này anh em. Ừ. Này bắn nỏ mẹ nứng Trúng vãi đầu nồi luôn. Ừ, trúng đầu em. vậy sau 3 tiếng của em đi về đâu Anh nhá. chơi À, bắn thằng này nó trên trên trời, nó trên trời, nó trời. em thấy rồi Hư nè, dính hư bị ơi 198 tiếc nè. kìa vãi cây đen hùng. Hư nè. Hư là vỗ cho mẹ. Tết mông liền. Nếu em có về anh sẽ mang những sứ tư. Ây da. Nữa kìa em. Trên những ngày sống khổ để chơi gió biển gì cơ. Hay lên đây cũng có nhiều gì hết. Ui mình muốn Đâu à? trụ điện chạy xuống nha. Trụ điện 105 á. Nhà gỗ đen đúng không em? Này em thấy nó trên trên trụ điện mà Ủa vậy mặc à? đồ trắng hết. Ờ trụ điện kìa nó mê em kìa Nứng 59 tiếp rồi 3 kill bể đầu rồi anh em. Mẹ bắn quên bắn nỏ thằng phải như nào vậy. ạ. Anh bắn ở nhà gỗ. Ờ trên đồi còn kìa. Ừ, tim nói vậy, nhưng không biết nữa. Anh đã ra ngoài đấy để mà thấy. Núp vào em, muốn kêu đó em. Đâu rồi? Ui tiếng khét nữa. Ok. Có tiếng khét đây. Tiếp khác bắn đâu à? Bên cái đập á. À, anh thấy rồi. Tính nó tính gì ta? Oh shit. Chết rồi. Còn 2 thằng nữa. Cục một đấy. Sao kia nó nhảy nhảy lầu xuống dưới làm gì vậy? Sao bạn nhảy lầu vậy bạn? Trời ơi. Thanh xuân mình còn trẻ mà.
Có cần phải làm thế Ui, không? Ui mẹ này mới anh có bắn hai mẹ hay kêu vãi ổ, nồi này. mới có hai Ý, 10 kill này. Ui trận này mình còn được top 1 rồi là... Như trận trước tôi được 1 lít rồi anh em. Trời top 1 phải 69% rồi. kèm cái 98 được kêu Cái gì? Gì đấy? thẩm du Anh ấy làm gì đấy? chưa. Thẩm du á. Vãi. Bảo là anh ghép bài à, em ghép mưa xem bài à, xem gió luôn. Đâu đây, đâu đây? Trời Nên ơi, anh để đừng anh có bắn hỏi nỏ không chịu. Cho anh bắn nỏ đi đi, không chịu. Trời ơi. sang đây Bắn rồi bắn em. con chó này, bắn con chó này. Bắn con chó này. Ui mìn nhiều thế. Trời ơi, 10 kill luôn rồi còn đòi xin mẹ nữa. Ui nay lại sắp lên huyền thoại này. Nhưng mà tôi mệt rồi bạn. Chắc tôi sẽ nghỉ buổi stream ở đây thôi. Hẹn mọi người vào 20 giờ tối mai nhá.